Rồi tiếp theo sẽ thực hiện ghép cái cơ này. Với cây bơ này thì chúng ta sẽ khép phía trên này. Để tồn dinh dưỡng thì chúng ta cắt cái cành này đi. Cái đầu này. Không cắt chủ được một số lá để nó trồng nó vững. Căn cái lượng chiều dài của cái chơi cái bát của cái chồi thì chúng ta chẻ tầm khoảng 2 cm. Chúng ta đặt chồi, chúng ta đặt thẳng xuống, đặt một đòn, không nay cái chồi. Và chúng ta quấn. Chúng ta quấn thì chúng ta cố định cái đầu trên trước và chúng ta quấn phía dưới để cho cái chồi chúng ta không bị nay. Còn trồng cái cây thực sinh ấy, xong rồi là khi chúng ta thực hiện ghép thì chúng ta đỡ cái công chăm sóc. Trồng cây thực sinh nó năm thứ hai là tỷ lệ sống sẽ cao. Và cái kỹ thuật này là anh đã được đào tạo tại Australia, như Việt Nam là anh đã truyền tải cho bà con dân tại địa bàn Xuân Phú, huyện Đắk Lắk, Việt Nam. Rất nhiều chuyên aqua anh đào tạo giờ đã các học viên của anh làm các huyện tỉnh trong nước và các cái trang trại đó là rất thành công. Chúng ta có thể quấn hai vòng ở trên chồi, tuy nhiên chúng ta quấn lòng tay thôi để và dưới này thì chúng ta quấn chặt. Sau khi ghép khoảng một tuần thì chúng ta sẽ đi vẽ những cái chồi ở dưới gốc thân chính để cho dồn dinh dưỡng vào cái ngọn. Tỷ lệ sống sẽ cao hơn. Và đã xong một cây. Vâng, bà con nếu mà ai mà lười mà một tuần không cắt được, ta cứ cầm kéo cắt luôn ở dưới gốc ấy. Cắt được gốc à? Ừ. Em biết đấy chứ. Từng ấn. Từng ấn. Em cái nút đi chưa? Hiện đây hai cái dấu trừ, hai cái dấu bằng này là. Rồi tiếp tục sẽ quay để cho anh em xem cái thêm một cây bơ nữa. Chúng ta có hai cái kép, một là chúng ta vát cái thân này lên, hai là chúng ta sẽ chẻ. Tuy nhiên thì chúng ta phải căn theo cái chồi của chúng ta. Chồi của chúng ta nó bé hơn cái thân chính, chúng ta sẽ chẻ khoảng 1/3, chẻ 1/3 của cái thân chính. Cái chồi này nó bé hơn cái thân này nên là chúng ta sẽ không chẻ ở giữa, mà chúng ta thực hiện là chúng ta chẻ 1/3 của cái thân cây bơ. Chúng ta đặt chồi vào thì tỷ lệ sẽ sống cao hơn. Để nó dính một bên. Quấn thật chặt. Trước khi quấn chúng ta cố định cái đầu trước để cho cái chồi nó không bị di chuyển. Cố định cái đầu. Và chúng ta quấn xuống dưới. Quấn chặt ở dưới, bắt đầu chúng ta sẽ quấn lên lên theo hình như là, tức là quấn ở mái nhà thì mưa sẽ không vào. Cái chồi không bị nay thì để sống được cả. Chúng ta quấn đi lên chồi. Trên này thì chúng ta quấn nhẹ tay thôi. Quấn hai lần. Rồi. Trên này. Khi mà chồi nó sẽ mọc lên nó sẽ
sẽ đùn qua cái bịt bóng. Chúng ta kéo xuống dưới để bịt cái đầu của cái chồi lại, không bị tránh thoát lên nước cũng như là nước mưa vào. Cái này chúng ta cuốn thật chặt. Cái này chúng ta cắt cái đầu đi để chồi dinh dưỡng vào cái thân này. Sau một tuần là chúng ta sẽ đi vẽ những cái chồi này đi, khi mà nó lên chúng ta vẽ hết cây rồi. Rồi đã xong cây.